Tôi xin bỏ theo dõi Lam Em. Tôi từ giờ phút này cũng không còn yêu quý Lam Em nữa. Lam Em trong tôi từng là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, xinh đẹp. Một cô gái có chút gì đó rất nữ tính và khá là nhạy cảm. Một cô gái có giọng nói hay và tiếng hát cũng làm xôn xao bao nhiêu trái tim. Tuy nhiên, trong cái thời gian vừa qua thì lúc đầu thì nhiều người, trong đó có tôi, đã cảm thông và chia sẻ với Lam Em khi cô bóc phốt người này người kia, tất nhiên ở cái mức độ vừa phải. Và sau đó là mọi người rất lo cho Lam Em, bởi vì Lam Em yêu và công khai người chồng chưa cưới của mình là Tiểu Cường, hay là còn gọi một số người gọi là Cường Cúng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Lam Em, Tiểu Cường lộ rõ bản chất là một kẻ lưu manh. Thực sự là anh ta thừa nhận sự lưu manh của mình và công khai sự lưu manh của mình như là một thành tích cháo trở, bởi vì nói nay thế này mai thế khác, và lộ như bom vì anh ta có những cái phát ngôn cực kỳ sốc, ví dụ như là đánh sập showbiz miền Nam, hoặc là chọc người này xiên người kia, không thể chấp nhận được. Và đến cái lúc mà cách đây vài hôm, khi mà Lam Em nói lời chia tay, thì rất nhiều người, trong đó có tôi, đã vui mừng cho Lam Em, bởi vì cô đã thoát một kiếp nạn. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau đấy, khoảng hôm kia, thì cô Lam Em đã cầu xin Tiểu Cường quay về. Đúng nghĩa là cầu xin, khóc lóc và cầu xin. Thực sự là không còn gì thất học vọng vọng hơn. Nhiều người cho rằng Lam Em, chính Lam Em đã lừa dối fan hâm mộ, lừa dối những người tin yêu mình. Và chắc chắn tôi tin rằng giờ này đã có rất rất nhiều người quay lưng với Lam Em. Cô không đáng để được yêu thương nữa, cô cũng không đáng để được trân trọng nữa, bởi vì những gì cô đã làm, đặc biệt là màn quay trở lại với Tiểu Cường hôm vừa rồi. Tôi xin quay xe.